Trung tâm mốt vlog xin chào mọi người nha. Còn mình đi tham quan cái cây đấy mọi người. Cây đây nè mọi người. Cây sâu xanh đó, mùa trước mình có quay cho mọi người xem. Mình phát hiện có một bụi phong lan. Đây nè mọi người, cái này mình tôi đây nè. Đó mọi người thấy không? Đó. Có một bụi phong lan này đấy mọi người. Nhưng mà mình có thử mình trèo lên rồi rất là khó khăn, trèo không được nha mọi người. Tại vì những cái vỏ của nó này tróc lên trèo là nó rất là trơn, nên mình không thể trèo được. Mình có nghĩ ra một cái cách đây, mọi người hãy xem cái video có cách mình là lấy phong lan cực kỳ đơn giản nha mọi người, không cần tốn sức, không cần trèo cây, không nguy hiểm nha mọi người. Mọi người theo dõi. Cái cách của mình thì mình dùng một cái xào cái xào chim nha mọi người. Đây nè, cái xào inox đây mọi người. Để lấy cái bụi phi điệp này nè. Hiện tại bây giờ mà nó còn sót lại cái phi điệp cái bụi phi điệp phong lan rừng được như vậy là cực kỳ may mắn nha mọi người. Dễ là mà kiếm được bụi phi điệp mà rừng ở xung quanh đây nó đã hết rồi mọi người. Giảm nhiều mọi người, tưởng khó mà thành công, không khó mọi người. Mọi người xem thành quả này. Wow, mọi người xem thấy không? Bụi phi điệp rừng tím rịm luôn. Tại cái khu này mà bây giờ nó còn sót là bụi phi điệp đây thì may mắn cho mình quá mọi người. Quay lại cây cổ thụ này, mọi người xem này. Video hái lên rừng trên cây cổ thụ còn sót lại xin kết thúc tại đây nha mọi người. Xin chào và tạm biệt mọi người nha.